dẫu em những hôm không về nhà, dẫu em từ trong ánh mắt, từ trong lời nói, anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng được một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh. Anh cố nắm thật chặt đôi tay của em, cố ôm chầm và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy, em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em, đúng không?